Xin chào mọi người nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến Thái lần trai. Nói chung là ra đây ra đảo rất là đẹp. Nói chung cực kỳ đẹp. Không cảnh quá đẹp. Và chúng ta sẽ làm việc cho mọi người nhé. Đó, cano. Mọi người lưu ý nha. Khi mà đi ra đi bằng cano thì đăng ký trước để người ta xịt lịch, rồi người ta sẽ xin giấy để đi qua. Nói chung là rất là đẹp. Mọi người cứ đi, cứ dừng gác, bình dưng. Chúc mọi người vui vẻ nha.